Sự thành công của những game sinh tồn là điều dễ hiểu. Vì chiến đấu để tồn tại đã là bản năng bên trong mỗi con người chúng ta. Và nhiệm vụ của game sinh tồn chỉ là đánh thức điều đó. Những năm gần đây, thể loại sinh tồn luôn là đề tài được đông đảo game thủ săn đón. Và cho họ điều kiện tự do phiêu lưu cũng như thiện khả năng sống còn của mình. Không những thế, dòng game này còn ném người chơi vào đủ bối cảnh ma quái. Nơi mà những sinh vật khát máu tồn tại khiến bạn phải bộc lộ hết kỹ năng của bản thân mình. Mặc dù vậy, trên di động những tựa game sinh tồn đang dần đi vào lối mòn. Khi mà có nhiều tựa game giống nhau từ đồ họa góc nhìn khiến người chơi dần cảm thấy nhàm chán. Mặc dù vậy, vẫn còn đó những game sinh tồn lựa chọn cho mình một phong cách riêng và áp dụng những công nghệ làm game hiện đại nhất khiến cho chúng trở nên đặc biệt. Vì thế, nội dung trong video này sẽ những tựa game sinh tồn thế hệ mới với gameplay đồ họa cốt truyện hoàn toàn khác biệt với những game bạn từng trải nghiệm. A-Force là một trong những tựa game đạo nhái Overwatch đến tượng lớn Tencent. Trước đó, tựa game này đã được thử nghiệm vào tháng 8 năm ngoái. Và đến bây giờ, game lại tung ra bản thử nghiệm với nhiều nội dung mới. Cũng như bổ sung phần chơi nóng nhất hiện nay là sinh tồn trong đấu trường sinh tử. Theo đó, khi mà thể loại bắn súng MOBA không còn sức hấp dẫn như trước, thì tựa game này đã thay đổi một cách chóng mặt đúng theo thị hiếu của game thủ. Hiện tại, mỗi ván đấu trong game diễn ra với hình thức squad 3 người với tổng cộng 30 game thủ. Và mọi người sẽ nhảy xuống bản đồ với class nhân vật mặc định sau đó bắt đầu quá trình sinh tồn. Mỗi nhân vật trong game sở kỹ năng riêng về vũ khí và cả kỹ năng đặc biệt. Tạo cho người chơi cảm giác lần này game lại chọn Apex Legends làm đối tượng đạo nhái. Và giống những game bắn súng sinh tồn khác, thì bạn phải chạy bo và tiêu diệt toàn bộ người chơi khác để là kẻ tồn tại cuối cùng. Survivor Danger Zone. Về cơ bản, đây là tựa game đi cảnh với gameplay sinh tồn đặc trưng. Lúc này bạn phải chiến đấu với lũ zombie và ngăn không cho chúng lây nhiễm bệnh. Với sự giúp đỡ từ những vật dụng bạn có thể tìm thấy trên đường đi, từ tay không một con dơi, một cây rìu cho đến vũ khí hiện đại như súng. Và trong chuyến hành trình sinh tồn này, bạn cần thu lượm tài nguyên vật liệu để dựng ngôi nhà an toàn cho mình, cũng như tạo ra công cụ vũ khí giúp cho việc chiến đấu chống lại lũ zombie ngày càng đông đảo. Có thể nhận ra lối chơi trong game nghiêng về khám phá hơn là thử thách. Và cơ chế điều khiển cũng đơn giản nên phù hợp cho mọi lứa tuổi có thể tham gia trải nghiệm. Ngoài ra, với đồ họa chi tiết và hình nhân vật độc đáo, giống như bạn đang lật mở từng trang truyện với nhiều kiểu nhân vật sở kỹ năng đặc trưng, giúp cho những ai đang tìm kiếm một tựa game giải trí đúng nghĩa. The Walking Zombie phần 2 là tựa game sở đồ họa phong cách pixel góc cạnh của Minecraft. Tuy nhiên, sản phẩm này lại đặt người chơi hoàn toàn ở góc nhìn thứ nhất, mang đến những màn hành động căng thẳng chẳng thua kém siêu phẩm trên PC console. Không những thế, với sự kết hợp hiệu máu me và mô hình phủ thành sắc cạnh, chính là công thức độc đáo làm thủ di động không thể bỏ qua tựa game này. Bước chân vào game, bạn sẽ đóng vai chiến binh với sứ mệnh đánh bại zombie và lựa chọn duy nhất là chiến đấu để có thể bảo vệ mạng sống của mình. Ngoài ra, game còn mang đến hàng tá nhiệm vụ bao gồm phòng thủ trước đợt tấn công của thay ma, cho đến tìm kiếm và thu lượm vật phẩm theo cầu ở từng map, và dần dần bạn sẽ có đủ tài nguyên để nâng cấp trang bị, qua đó mang đến trải nghiệm vui vẻ khi được thẳng tay tàn sát zombie, cũng như mang đến trải nghiệm sinh tồn mới lạ không giống bất kỳ tựa game nào khác. Evil Eye. Ngoài việc sở cốt truyện hấp dẫn và gameplay hành động nhiều độ cao, tựa game sinh tồn mới này còn mang đến nền đồ họa vô cùng mới mẻ, đẩy game thủ vào những pha hành động căng thẳng khi tầm quan sát bó hẹp. Theo đó, gameplay của nó tập trung vào những pha xả đạn vào bầy lũ zombie trong bóng đêm, bên cạnh một vài phần chơi phụ hấp dẫn với nhiều hướng giải quyết khác nhau, để bạn tận hưởng cảm giác hoàn toàn cô độc và sinh tồn trong không gian đen tối này. Ngoài ra, bọn thay ma trong game không chỉ là những cái xác đơn thuần,
mà chúng còn phát triển thành những chủng loại khác nhau với khả năng thay đổi. Thế nên người chơi cần phải ghi nhớ từng loại zombie để tìm vũ khí chiến lược đối phó cho phù hợp. Và tất cả điều đó hòa quyện với nhau tạo nên một tựa game hành động sinh tồn mới lạ, thay vì áp dụng công thức chung mà game thủ đã quá đổi nhàm chán. Skinwalker. Theo đó, đây là tựa game thuộc dạng sinh tồn kinh dị thế giới mở, với sự góp mặt của những sinh vật hoang dã đang tìm một cách săn lùng người chơi. Điều cần thiết cho mọi game sinh tồn là bạn cần thu lượm tài nguyên xung quanh bản đồ, từ đó sử dụng nên trang thiết bị cần thiết cho việc sinh tồn, và thậm chí là nhà cửa để chống lại sự khắc nghiệt của mẹ thiên nhiên. Đặc biệt hơn, tựa game này sở hữu gần như trọn vẹn tinh hoa của những game sinh tồn đình đám hiện nay, với nền đồ họa chi tiết đẹp mắt cùng với hướng thời tiết ấn tượng, được nhà làm game thiết kế thay đổi linh hoạt trong quá trình bạn chơi game. Và ngoài tất cả điều thú vị đó, tựa game này vừa áp dụng lối chơi sinh tồn quen thuộc với game thủ di động, cho bạn thu lượm tài nguyên vật phẩm và tạo ra vũ khí bảo vệ bản thân mình. Và trên hết, đây là tựa game hoàn toàn miễn phí cho bạn tải về trải nghiệm. RDK phần 2. Tham gia tựa game này, bạn sẽ trong vai một nhà thám hiểm và lên đường khám phá những hang động bí ẩn chứa đựng vô vàn kho báu hấp dẫn, và mặt khác cùng tồn tại vô số cạm bẫy và quái vật nguy hiểm đang chờ. Trong quá trình khám phá kho báu sẽ mở ra cuộc hành trình cho người chơi thông qua những câu đố, đi kèm những kẻ ganh tị và gây án tức ở với những ai tìm được kho báu. Chính vì vậy, game thủ cần đề cao cảnh giác cũng như đưa ra chiến lược hợp lý để không bị mất mạng tương tự những nhà thám hiểm đi trước. Bên cạnh đó, người chơi có thể tận dụng lợi thế sức mạnh của mọi loại vũ khí và kỹ năng đặc biệt riêng của nhân vật để tiêu diệt lũ quái vật dị hợm trong hang động. Đặc biệt, tựa game này còn mang đến hệ thống tùy biến nhân vật sâu sắc có chiều sâu, đã tạo nên sự khác biệt thông qua từng màn chơi mà game thủ tham gia. Fury Survivor. Có thể gọi đây chính là truyền nhân của DayZ trên nền tảng di động. Tuy nhiên, không giống với đồ họa 3D đẹp mắt trong DayZ, bước chân vào game, người chơi sẽ được khám phá một không gian mở trên nền tảng đồ họa pixel. Và trong tình thế mắc kẹt giữa cơn bão zombie bùng phát toàn thế giới, người chơi cần phải tìm mọi cách để có thể tồn tại qua thảm họa zombie, bắt đầu từ việc thu lượm nguồn lương thực, thực phẩm, nguyên vật liệu để sinh tồn, cho đến tìm đường thoát thân hay là chiến đấu với bọn zombie khát máu. Có thể nói, mặc dù đồ họa trong game có thể sẽ làm nhiều game thủ không thích, nhưng nó hội tụ đầy đủ gần như mọi tính năng mang tính biểu tượng của game sinh tồn hiện đại và được thiết kế hợp lý nhất với gameplay trên những thiết bị di động. Vì thế, bạn hãy cố gắng sống sót và thu lượm thật nhiều kinh nghiệm để tăng chỉ số nhân vật, và từ đó mở khóa thêm tính năng mới, trang bị mới để chống lại bè lũ zombie đông đảo. Lie After. Theo đó, đây là phiên bản quốc tế của tựa game sinh tồn thế giới mở Lie After Tomorrow. Game vẫn áp dụng bối cảnh quen thuộc trong cơn đại họa zombie, và những người còn sống phải tự mình sinh tồn trong một không gian hoang dã. Về cơ bản, game là sự kết hợp giữa chất sinh tồn và nhập vai chiến lược nhiều người chơi. Tại đây sẽ có nhiều công việc bạn cần phải làm như săn bắn hái lượm, tạo dựng công trình, cho đến khám phá những vùng đất đầy thềm mà để thu lượm tài nguyên cần thiết cho cuộc sinh tồn. Về khía cạnh nhập vai, bạn có thể giao tiếp với người chơi khác nhằm mục đích thành lập tổ đội để chuẩn bị cho những cuộc đi săn. Hơn hết, game còn mang đến hệ thống quái vật và boss vô cùng đa dạng, để người chơi săn lùng hay tìm kiếm thêm tài nguyên và trang bị cho vật của mình. Tuy vậy, rất khó để hạ gục chúng nên cần sự giúp đỡ đồng đội rất nhiều. Và hơn hết, tựa game này được đánh giá là sản phẩm sinh tồn mobile.
Death Rain 2. Nói ngắn gọn, đây là câu chuyện về cuộc chiến sinh tồn trong bối cảnh thảm họa zombie. Vì thế, mỗi tình huống diễn ra bạn sẽ có hai sự lựa chọn. Hoặc là bỏ chạy hay dùng súng tiêu diệt cho bạn hết lũ thì mà hậu đói. Và cho dù chiến lược của bạn có là gì, thì mục tiêu vẫn là sống sót cho đến cuối màn để mở khóa level tiếp theo. Bản đồ trong game thiết kế với nhiều tầng và kẻ thù xuất hiện ở khắp mọi nơi. Lợi thế của bạn là khả năng linh hoạt trong di chuyển và có vũ khí. Tuy vậy, lũ zombie lại vô cùng đông đảo và nếu chẳng may bị tóm cổ, thì bạn sẽ bị zombie hóa và màn chơi sẽ kết thúc ngay lập tức. Ngoài ra, người chơi có thể nhặt thêm vũ khí mới trong hành trình của mình, từ súng ngắn cho đến súng bắn tỉa hợp lý với những tình huống khác nhau. Cuối cùng, đồ họa của nó dừng lại ở mức tầm ổn với gameplay thuần giải trí. Tuy nhiên, sẽ là cơn gió mới lạ cho bạn thử qua nếu yêu mến thể loại game sinh tồn đi cảnh. Ngoài ra, link tải game bạn có thể tìm thấy đầu tiên trong phần mô tả. Và nếu có ý kiến đánh giá nào thì bạn đừng quên bình luận cho mình biết. Bạn cũng có thể gửi cầu và vấn đề liên quan cho mình tại fanpage. Đừng quên ấn like, share và đăng ký nếu bạn cảm thấy video của mình thật với bạn. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại game thủ trong những video lần sau.